công thành duyên nợ. Hai hướng đời nên cúi mặt làm ngơ, nhưng hôm nay đối diện thật chẳng ai ngờ. Đường di vắng vẫn còn ôm nhung nhớ, sao em nỡ đành quay mặt ơ thờ để tình ta như giấc mơ. Những ngôn từ yêu thương thời non dài theo tháng ngày rời xa khỏi tầm tay, nhưng không ai biết được học được chữ ngờ. Tình gian dối chỉ còn trên chót lưỡi, như hoa sớm nở để rồi heo tan ban chiều. Cuộc tình ta có khác gì? Đời là một giấc chiêm bao, yêu thương mấy tuổi đông đầy, cơn đau mấy tuổi xa người. Tránh lòng người mau đổi thay, tiếng yêu chưa rời tầm môi, phút xa người đã gần bên tôi. Thà đừng quen nhau, đừng lưu luyến ban đầu, thì nay đâu có tiếng buồn rót vào đời nhau. Những ân tình xin trao về nguyện thủy, gom tiếng buồn tôi gửi vào lời ca. Đêm đen ơi hãy về phủ kinh linh hồn, để di vắng chẳng còn khơi nhung nhớ. Tôi xin cúi mặt trả lại cho người mối tình người đã cho tôi biết đớn đau. Gần bên tôi à, đừng quen nhau, đừng lưu luyến ban đầu, thì nay đâu có tiếng buồn rót vào đời nhau. Những ân tình xin trao về nguyện thủy, gom tiếng buồn tôi gửi vào lời ca. Đêm đen ơi hãy về kinh linh hồn, để di vắng chẳng còn khơi nhung nhớ. Tôi xin cúi mặt trả lại cho người mối tình người đã cho tôi biết đớn đau. Các bạn, hôm nay tiếp tục đáp ứng yêu cầu của các bạn với bài Gian Dối Trên Tông La Thứ, hay còn gọi là Tuổi Mang Sầu đấy nha các bạn. Rồi, thì cấu trúc bài này là đoạn 1, đoạn 2, điệp khúc và đoạn cuối nha các bạn. Rồi bây giờ thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ các bạn nốt solo trước ha. Rồi sau đó mình sẽ đi vào intro, hợp âm điểm hát và cách điểm hát và lót câu như thế nào cho các bạn ha. Rồi mình xích đàn lại gần để mình chia sẻ nốt solo cho các bạn. Với bài này thì rất nó không có đơn giản như những cái bài thông thường khác cho các bạn, nó hơi phức tạp chút xíu. Rồi thì mình cũng sẽ chia sẻ kỹ cho các bạn. Rồi nó solo ha, đầu tiên đoạn 1. Lỡ yêu rồi
ba chữ ha, nhưng mà các bạn phải đàn 5 nốt ha, nghe cho nó giống. La mi re đô la. Không có không thì các bạn đàn mi đô la. Lỡ yêu rồi mi đô la cũng được, nhưng mà nghe không giống ha, nghe nó không hay. Các bạn đàn luyến 5 nốt cho mình ha, nghe nó sẽ hay hơn. La mi re đô la. Lỡ yêu rồi la mi re đô la ha. Rồi vậy nha các bạn, tức là chỗ nào mà nghe không giống lắm thì mình sẽ chia sẻ những cái nốt, thêm những cái nốt cho các bạn đàn cho nó giống ha. Còn những chỗ nào mà đàn một chữ đàn một nốt đó, nó giống thì mình cứ ghi một chữ cho các bạn, còn chỗ nào không giống lắm thì mình sẽ thêm nốt cho các bạn nha. Rồi. Rồi, lỡ yêu rồi la mi re đô la, rồi tiếp sao không thành duyên nợ. Si si mi la re, re mi ha, re mi thành chữ nợ, nợ. Tại cái câu cái bài hát này nó hát cái chữ hát nó phức tạp vậy đó nha các bạn, cho nên là các bạn solo thì các bạn phải thêm nốt nghe cho nó giống ha. Sao không thành duyên nợ, si si mi la re mi, re mi thành chữ nợ là re. Rê xong bấm vô mi cũng được, hoặc là đàn rê rồi đạt bấm vô mi đàn cái nữa cũng được ha. Rê đó, hoặc là rê mi duyên nợ vậy vậy nha các bạn. Rồi hai hướng đời si rê mi, rồi tiếp nên cúi mặt làm ngơ la mi đồ mi la. La mi đồ mi la, rồi tiếp nhưng hôm nay đối diện. Đó, các bạn thấy pha 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 la la mi đó, chữ diện mình phải đàn la mi nghe cho nó giống cái chữ diện. Pha 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 nhưng hôm nay pha pha pha, đối đối là các bạn đàn lá ha, diện diện là các bạn đàn la mi đó, nghe cho nó giống ha. Nhưng hôm nay đối diện đó, la pha 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 la la mi. Rồi tiếp thật chẳng ai ngờ là mi đô la, hoặc là mi đô si la, nó sẽ hay hơn ha. Là mi đô si la, còn mà theo từng chữ từng nốt thì là mi đô la thật chẳng ai ngờ, còn không các bạn thêm một con nốt si nữa nó sẽ hay hơn. Là mi đô si la ha, thật chẳng ai ngờ. Rồi tiếp đường si vắng mi si rê, mi si rê. Rồi tiếp vẫn còn ôm nhung nhớ rê mi si la mi, rê mi si la mi. Rồi tiếp sao em nỡ đành rồi mi ha, si si mi la, sao em nỡ đành si si mi la, nỡ đành quay mặt ơ thờ. La mi mi la, la mi mi la, nỡ đành quay mặt ơ thờ. Rồi tiếp để tình ta như giấc mơ, là mi si re mi la, là mi, là mi si re mi la. Đó, các bạn sẽ thêm nốt vậy ha, nghe cho nó giống ha. Để tình ta như giấc mơ, là mi, là mi si re mi la. Rồi rồi qua nốt solo đoạn 2 nha các bạn, vậy là hết nốt solo đoạn 1, bây giờ sẽ là nốt solo của đoạn 2 nha các bạn. Nốt solo đoạn 2 thì các bạn solo y chang đoạn 1 đi ha. Rồi không cần thay đổi gì hết, bài này thì phức tạp. Cứ nếu solo đoạn 2, solo đoạn 1 xong solo lại y vậy nữa là solo đoạn 2 ha. Nó chỉ thay đổi 1-2 chữ, nó khác cái dấu thôi ha. Cái đó không quan trọng nha các bạn cứ solo y đoạn 2 luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ nốt solo đoạn khúc, cái phần điệp khúc cho các bạn ha. Cứ là một giấc chiêm bao. Khúc này lên cao là với thông la này thì cái bài này bởi vậy mình nói nó rất là khó hát các bạn, lúc thì nó lên nó xuống thất thường lắm ha, lúc thì lên rất là cao còn lúc thì xuống rất là thấp ha, nó không có mà đều đều như những cái bài thông thường khác nha. Rồi vô điệp khúc. Đời là một giấc chiêm bao, la la mi mi đô rê, la la mi mi đô rê. Đời là một giấc chiêm bao, chỗ này muốn hay thì các bạn đàn đô đô thăng rê ha. Đó các bạn đàn vậy.
la la mi mi do do re, do do thăng rồi re, la la mi mi do do re. Hoặc là các bạn không thêm đô thăng cũng được ha. La la mi mi do re. Rồi tiếp. Cơn yêu mấy tuổi đông đầy, re re mi la đô la, re re mi la đô la. Rồi tiếp. Cơn đau mấy tuổi xa người, la la đô mi la re, la la đô mi la re. Rồi tiếp. Rồi tiếp ha. Trách lòng người mau đổi thay, mi là đồ mi son mi, mi là đồ mi son mi. Rồi tiếp. Người đó đổi thay, tiếng yêu chưa rời tầm môi. Mi re re đồ mi si, mi re re đồ mi si. Rồi tiếp. Phút xa người đã dần bên tôi, re si son la mi la son, re si son la mi la son. Rồi tiếp. Thà đừng quen nhau, la la đô re, la la đô re. Rồi tiếp. Đừng lưu luyến ban đầu, re fa la fa mi, re fa la fa mi. Rồi tiếp. Thì nay đâu có mi son la si, mi son la si. Rồi tiếp. Tiếng buông rót vào đợi nhau, re son la mi son la, re son la mi son la. Rồi, giờ là hết nốt solo của điệp khúc nha các bạn. Bây giờ sẽ là nốt solo của đoạn cuối. Thì đoạn cuối thì các bạn cũng solo y chang đoạn 1 đi ha. Rồi không cần phải gặp đoạn cuối. Nói chung các bạn chỉ tập một đoạn rồi tập cái điệp khúc thôi là các bạn đàn nguyên bài, solo nguyên bài ha. Đoạn cuối thì nói chung thì hát cũng khác lời và nó thay đổi một hai cái chữ, cái dấu thôi ha. Rồi solo thì cũng y chang đi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần intro và hợp âm điểm hát của bài này và cách điểm hát cho các bạn nha. Rồi dựa vô các bạn ghi intro ha. Các bạn ghi xong rồi mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách đàn intro như thế nào ha. Các bạn ghi trước nè. Mi la si, rồi bấm mi bảy ha, rải cái hoặc bấm mi trưởng cũng được ha. Mi la si bấm mi trưởng đi cho nó dễ ha. Tại nghe nó si bấm mi bảy thì nó vô cái thế này nên cứ bấm mi trưởng đi nha các bạn. La si mi trưởng rải cái. Rồi tiếp. Si re si la son, rồi bấm son trưởng, rải cái chát bùm chát. Rồi đàn tiếp câu thứ hai vậy ha. Câu thứ hai. Mi mi la si, rồi bấm mi ba ở bấm mi trưởng rải cái. Rồi tiếp. Re mi re đô la. Rồi bấm la thứ rải cái. Rồi đàn câu thứ ba. La mi la re, bấm re thứ rải cái. Rồi tiếp. Re mi la son la, bấm la thứ rải cái. Rồi đàn câu thứ tư. Câu thứ tư đàn giống như câu thứ ba ha các bạn. Đàn lặp lại ha. La mi la re, re mi la son la. Rồi câu thứ ba thứ tư giống nhau nha các bạn. Rồi sau khi hết intro các bạn dậm la thứ cái ha. Dậm la thứ cái là người ta sẽ vào bài lỡ yêu rồi. Rồi vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cách đàn intro như thế nào ha. Câu đầu tiên ha. Mi la si, bấm mi về mi trưởng rải cái. Si re si la son, bấm son trưởng rải cái chát bùm chát. Câu thứ hai. Mi mi la si, bấm mi bảy rải cái, bấm mi trưởng đi ha, mi trưởng rải cái. Re mi re đô la, bấm la thứ rải cái. Đàn câu thứ ba. La mi la re, bấm re thứ rải cái. Re mi la son la, bấm la thứ rải cái. Đàn câu thứ tư giống như vậy luôn. La mi la re, bấm re thứ rải cái. Rồi re mi la son la, bấm la thứ dậm la thứ cái là người ta sẽ vào bài thôi ha. Rồi mình đàn lại intro lần nữa cho các bạn tham khảo rồi mình đi vào bài nha các bạn. Thank you.
sao không thành duyên nợ. Rồi vậy nha các bạn. Rồi bây giờ mình chia sẻ hợp âm đoạn 1 và cách điểm của đoạn 1 cho các bạn nha. Lỡ yêu rồi vừa vô là thứ ha. Sao không thành duyên nợ là đi đô. Câu này các bạn có thể đi bắt nó nghe nó hay hơn chút xíu ha, ngay chỗ đô trưởng á. Lỡ yêu rồi là thứ vừa vô các bạn đi bắt luôn cũng được. Lỡ đô si là sao không thành là đi đô. Lỡ yêu rồi sao không thành duyên nợ. Hoặc là bạn không đi bass cũng được ha, muốn đi bass thì đi. Nhưng mấy chỗ đó các bạn đi bass thì nghe nó hay hơn ha. Còn không đi cũng được thì các bạn thôi nha. Thì như mình nói đi bass các bạn muốn đi lúc nào là các bạn đi, tùy thích các bạn nha. Rồi mình sẽ chia sẻ âm cho các bạn nha. Lỡ yêu rồi, yêu rồi là thứ sao không thành duyên nợ đồ trưởng ha. Hai hướng đời đi bãi nơi cuối mặt làm ngỡ là thứ. Nhưng hôm nay đối diện đồ trưởng thật chẳng ai ngờ là thứ. Đường di vãng mây bãi vẫn còn ôm nhung nhớ đồ trưởng. Sao em nỡ đành là thứ, nỡ đành quay mặt ơ thờ là thứ. Đầy tình ta như giấc mơ. Rồi vẫn giữ là thứ luôn ha. Rồi là hết đoạn 1. Đầu anh ở bài này các bạn có thể đàn cái bolero mà quạt ha. Quạt mà quạt các bạn quạt chậm rãi thôi ha. Ơi rồi sao không thành tiếng nữa. Hoặc là các bạn đàn cái kiểu bolero nào các bạn quen cũng được ha. Rap chát bum chát bum chát bum cũng được ha. Tùy các bạn thôi. Các bạn đàn quen kiểu nào thì các bạn đàn. Mình cũng chia sẻ rất là nhiều kiểu bolero cho các bạn rồi ha. Hoặc là các bạn đàn móc dây cũng được ha. Đó. Nói chung là các bạn muốn đàn kiểu bolero nào cũng được nha. Rồi. Vậy là hết đoạn 1. Hết đoạn 1 thì các bạn sẽ có một cái câu lót ha. Ví dụ nè. Đời tình ta như giấc mơ. Những ân tình đó, tức là hết đoạn 1 các bạn sẽ lót. Các bạn ghi câu lót vào ha. Tức là vừa hết. Để tình ta như giấc mơ là các bạn bấm la thứ, các bạn rải một cái rồi các bạn lót đồ mi mi la son la. Giảm la thứ một cái người ta vào đoạn 2 ha, đơn giản thôi nha các bạn. Rồi. Để tình ta như giấc mơ rải cái đồ mi mi la son la. Giảm la cái những ân tình, những ngôn từ yêu thương thời non dài. Rồi vậy nha các bạn, tức là hết đoạn 1 các bạn sẽ vừa hết đoạn 1 ha, lặp lại tức là hết đoạn 1 các bạn về la thứ ha. Như giấc mơ á, về la thứ rải cái đàn đồ mi mi la son la. Giảm la thứ cái người ta vào đoạn 2 thôi ha các bạn. Rồi vậy nha các bạn, bây giờ mình chia sẻ hợp âm đoạn 2 và cách điểm hát đoạn 2 cho các bạn nha. Những ngôn từ rồi là thứ ha. Những ngôn từ thì cũng như là một các bạn muốn đi bass thì đi ha. Những ngôn từ là thứ yêu thương thời non dài đâu trưởng. Theo tháng ngày mây bãi rời xa khỏi tầm tay là thứ. Nhưng không ai biết được đâu trưởng. Học được chữ ngờ là thứ. Tình gian dối mây bãi chỉ còn trên chót lời đồ trưởng. Như hoa sớm nở là thứ, để rồi héo tàn ban chiều là thứ. Cuộc tình ta như tình ta có khác gì ha. Cuộc tình ta có khác gì. Rồi vẫn là thứ luôn đi ha các bạn. Tại vì nếu mà các bạn ấy cái chỗ cuộc tình ta các bạn lên mi bãi đó ha. Như khác gì về lại là thứ. Nhưng mà thôi khỏi đi, cứ là thứ thôi cũng được ha. Để rồi heo tàn ban chiều nè, là thứ nè, cuộc tình ta có khác gì. Rồi vẫn là thứ luôn ha, cho nó dễ. Rồi hết đoạn 2 các bạn sẽ có câu lót và bắt cho người ta vào điệp khúc ha. Cuộc tình ta có khác gì. Rồi thì cái câu lót cũng giống như ở trên đoạn 1 ha. Cuộc tình ta có khác gì, bấm là thứ rải trong cái lót đồ mi mi la son la. Rồi rác 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 chát, tức là rải xuống cái chát ha. Tùy theo các bạn đàn cái kiểu nào, rác 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 chát ha, hoặc là rải xuống cái rồi chát ha. Rồi rải rải nó tương ứng với, nó tương đồng với là rác rác ha, hai thằng nó như nhau. Tùy theo các bạn đàn kiểu nào, các bạn đàn bình thường thì bằng rải xuống cái rồi chát, còn cái nếu khi các bạn quạt thì các bạn rác 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 chát ha, vậy nha. Rồi sau đó thêm 6 cái chát nữa ha. 1 2 3 4 5
Tức là năm cái chát đầu tiên các bạn sẽ bấm la thứ và cái chát cuối cùng các bạn sẽ bấm rê thứ ha. Rồi lại cái câu bắt điệp khúc cho các bạn nha. Tức là hết đoạn 2 của tình ta có khác gì nè, mình đàn các bạn tham khảo thử trước rồi mình chia sẻ lại cho các bạn ha. Cuộc tình ta có khác gì nè, rồi đồ mi mi la son la re chắc chơi lắm chiếm bao nữa. Tức là hết đoạn 2 về la thứ rải xuống cái đàn đồ mi mi la son la, rồi bấm la thứ luôn rác 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 chát, rồi tiếp 6 cái chát nữa, 1 2 3 4 5 6 cái chát cuối cùng là các bạn bấm rê thứ rồi các bạn chát nha. Tại vì đời là một giấc chiêm bao, ngày đó nó qua hợp âm rê thứ ha, cho nên là cái chát cuối cùng các bạn chuyển qua rê thứ ha. Và để cho các bạn canh cho dễ bao nhiêu cái chát mà cho nó dễ và áp dụng vào câu hát á, thì các bạn thấy đời là một giấc chiêm bao, các bạn thấy 6 chữ hát ha, đời là một giấc chiêm bao thì nó sẽ tương ứng với 6 cái chát của các bạn. 5 cái chữ hát đầu tiên đời là một giấc chiêm, rồi là các bạn bấm la thứ ha, bao là các bạn bấm rê thứ, nó vậy đó. Các bạn chát làm sao nó tương đồng với, nó khớp với ngay với 6 chữ hát luôn ha. Đời là một giấc chiêm bao đó, đời là một giấc chiêm bao. 5 cái chát đầu tiên các bạn cứ chát la thứ, ngay chữ bao thì các bạn chuyển qua rê thứ các bạn chát ha. La 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 rê, đời là một giấc chiêm bao, la 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 rê, đó vậy nha các bạn. Rồi à, mình lại một lần nữa là, tức là mình đọc nó lại một lần nữa các bạn ha. Tức là vừa hết đoạn 2 thì các bạn bấm la thứ tình ta có khác gì, bấm la thứ rải xuống cái đàn lót cái câu đồ mi mi la son la, rồi rác 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 chát, rồi dặm la 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 rê nữa vậy nha các bạn. Rồi mình sẽ đàn hát lại một lần các bạn tham khảo thử, rồi mình đi vào hợp âm của điệp khúc nha. Cuộc tình ta có khác gì, dù đời là một giấc chiêm bao, còn nhiều mấy tuổi đông đầy hả. Giảm xong thì cứ đàn tiết tấu ha, các bạn muốn đàn kiểu nào cũng được, đẹp khúc các bạn quạt cũng được, không thì cứ đàn bô rô bình thường từ đầu tới cuối cũng được, không sao nha các bạn. Các bạn muốn đàn kiểu nào là do sở thích các bạn ha. Rồi đời là một giấc chiêm bao, rồi ngày đó các bạn bấm rê thứ xong thì các bạn cứ đàn tiết tấu lên bình thường ha. Bao nè, đời là một giấc chiêm bao, cơn yêu mấy tuổi đông đầy, đông đầy là quả là thứ ha, đông đầy là thứ, cơn đau mấy tuổi xa người rê thứ. Rồi chỗ này người ta nghỉ một nhịp nè, nên cho nên chỗ này các bạn sẽ có câu lót ha, các bạn ghi câu lót vô. Rê rê mi là đô rê ha. Rồi mình thử nha, thử lót vào rồi hát tiếp ha. Tuổi xa người là rê thứ ha, các bạn sẽ rải xuống cái, các bạn lót rê rê mi là đô rê, rồi xong hát tiếp trách lòng người mau đổi thay, rồi vậy lại la thứ đó ha. Rồi mình sẽ hát thử tham khảo các bạn tham khảo ha. Hết đoạn 2 qua điệp khúc cho các bạn luôn, rồi tới khúc đó lót rê rê mi là đô rê ha. Rồi cuộc tình ta có khác gì, đời là một giấc chiêm bao, cơn yêu mấy tuổi đông đầy, cơn đau mấy tuổi xa người, rê rê mi là đô rê, tránh lầm người mau đổi thay là thứ đó. Vậy đó nha các bạn. Rồi mình sẽ đi tiếp cái hợp âm cho các bạn nha, rồi cứ đàn tiếp thôi ha. Điệp khúc chỉ lót ngay chỗ đó thôi các bạn, rồi mình đàn hết điệp khúc luôn thôi, rồi tới hợp âm tới đâu chuyện tới đó thôi ha. Vậy nha các bạn. Đời là một giấc chiêm bao là các bạn dậm la 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 rê ha, cơn yêu mấy tuổi đông đầy là thứ, cơn đau mấy tuổi xa người rê thứ, lót rải xuống cái lót rê rê mi là đô rê tiếp, tránh lòng người mau đổi thay là thứ, tiếng yêu chưa rời tầm môi mây bãi, phút xa người đã gần bên tôi. Son trưởng ha, chỗ này các bạn qua son trưởng nha. Tôi à đừng quen nhau rê thứ, đừng lưu luyến ban đầu là thứ, thì nay đâu có mây bãi, tiếng buồn rót vào đời nhau. Về lại là thứ ha, là hết điệp khúc. Rồi hết điệp khúc các bạn cũng có một câu lót và bắt cho người ta vào đoạn cuối nha. Nè ví dụ ha, thì nay đâu có tiếng buồn rót vào đời nhau, đồ mi mi la son la dặm những ân tình xin trao về nguyện thủy.
Rồi cái câu lót thì giống y như lúc nãy các bạn lót thôi ha. Cũng đồ mi mi la son la dầm la thứ cái ha, là người ta sẽ hát đoạn cuối thôi ha, giống như nãy lúc nãy với bạn hết đoạn 1 mà bắt người ta vào đoạn 2 đó, thì bây giờ hết điệp khúc cũng bắt bằng cái kiểu đó cho người ta hát đoạn cuối ha. Rồi là mình hát lại lần nữa các bạn tham khảo ha, tức là hết điệp khúc vào đời nhau là về la thứ, các bạn rải cái, các bạn đàn đồ mi mi la son la rồi dặm la thứ cái, người ta hát những ân tình. Rồi mình ví dụ hát lại một lần nữa cho các bạn tham khảo, rồi mình chia sẻ hợp âm đoạn cuối cho các bạn nha. Thì nay đâu có tiếng buồn rót vào đời nhau rác, đồ mi mi la son la những ân tình xin trao về nguyện vì đó. Vậy nha các bạn, rồi bây giờ hợp âm đoạn cuối. Những ân tình là thứ ha, xin trao về Nguyễn Thùy đầu trưởng, gồm tiếng buồn mi bãi tôi gửi vào lời ca là thứ. Đêm đen ơi hãy về là đầu trưởng ha, đêm đen ơi hãy về đầu trưởng, phù kinh linh hồn về lại là thứ. Đề di vãng mi bãi chẳng còn khơi nhung nhờ là đầu trưởng ha, tôi xin cúi mặt về lại là thứ, trả lại mối tình cho người là thứ luôn, người đã cho tôi biết đớn đau. Rồi vẫn giữ là thứ luôn ha, cho đơn giản. Rồi vậy là hết đoạn cuối. Hết đoạn cuối thì với bài này nếu mà như người ta hát lại đó, thì khi các bạn phần gian tấu thì các bạn đàn lại cái intro ha. Lúc nãy mình cũng hát các bạn tham khảo thử, tức là hết đò thì các bạn đàn lại cái intro, đàn giống cái intro vậy thôi. Rồi các bạn sẽ sử dụng cái câu bắt của đoạn 2 mà bắt vào được khúc á, để cho người ta hát lại ngay được khúc ha. Tức là hết đoạn thì các bạn sẽ đàn intro ha. Đàn intro thì xong thì các bạn sẽ dậm cái kiểu mà nãy mình nói đó, sáu la rê đó, nó là đưa là một giấc chim bao, người ta sẽ hát lại ngay cái điệp khúc đó ha các bạn. Rồi mình ví dụ lại thử cho các bạn ha, ví dụ như hát hết bài đi rồi mình sẽ đàn kết đàn gian tấu là đàn intro ha, rồi bắt cho người ta vào điệp khúc. Ai mối tình cho người, người đã cho tôi biết đớn đau ở đàn intro nè. Mi la si si re si la son mi mi la si re mi mi re đô la la mi la re re mi la son la la mi la re re mi la ngon la rải cái đồ mi la son la rác chát cười la một sắc chim bao cơn yêu mấy tuổi đông đầy. Người ta sẽ vào lại ngay điệp khúc, tức là cái gian tấu là các bạn đang intro và cái phần bắt vào điệp khúc. Đàn hết intro xong các bạn rải là cái chỗ mà cái cuối đoạn 2 lúc nãy mình chia sẻ các bạn cách mà bắt qua điệp khúc đó ha. Tức là đàn xong intro rồi các bạn rải xuống cái đàn giống cái intro nhưng mà không có dặm la thứ ha. La mi la re re mi la son la, rồi rải xuống cái đàn cái câu bắt mình ở cuối đoạn 2 để qua điệp khúc á. Đồ mi la son la rác rác chát, rồi dặm 6 cái 1 2 3 4 5, sáu là qua rê, là người ta sẽ hát ngay chữ bao của cái điệp khúc ha các bạn. Rồi tức lại một lần nữa nha các bạn, tức là hết bài nếu mà người ta hát lại, người ta các bạn đàn gian tấu cho người ta hát lại thì các bạn sử dụng cái intro ha. Biết đớn đau, rồi vừa đớn đau xong về là thứ, là các bạn rải xuống cái, sau đó đàn intro ha. Rồi đàn hết intro xong thì các bạn rê mi la mi la son la là hết intro ha. Hết intro xong thì các bạn rải xuống cái, rồi các bạn đàn đồ mi mi la son la, rồi rác 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 chát 1 2 3 4 5 6, là người ta vô ngay chữ chim bao ha, giống như lúc nãy các bạn bắt từ đoạn 2 qua điệp khúc vậy thôi ha. Thì bây giờ các bạn cũng bắt cho người ta hát lại ngay điệp khúc ha. Rồi người ta hát lại hết điệp khúc thì các bạn cũng nãy các bạn đàn sao hết điệp khúc thì nó có cái câu lót đồ mi mi la son la dặm la thứ cả, người ta hát đoạn cuối xong là kết thúc bài. Và hoặc là khi kết thúc bài thì có thể là người ta kết thúc luôn, rồi thì các bạn sẽ kết out thì các bạn đàn lại giống cái intro vậy ha. Rồi các bạn sẽ dậm à, giống như la la, tức là các bạn thả ta ra chút xíu, mình chia sẻ kết out cho các bạn nha. Rồi ví dụ như người ta hát lại người cho tôi biết đớn đau, rồi người ta hát lại câu này nữa, tôi xin cúi mặt trả lại cho người, người cho tôi biết đớn đau, rồi các
bạn cách ao. Nói chung người ta hát lại ngay câu nào kệ người ta ha, hát lại ngay câu nào cũng được, hoặc là vừa hết đoạn cuối thì không hát lại, cách ao luôn cũng được. Nếu mà ta hát vừa hết đoạn cuối người ta ngưng hát luôn, ta không hát lại câu nào hết thì mình cách ao thôi. Còn ta hát lại thì mình cũng cứ đàn bình thường, hợp âm thì giống như vậy thôi ha. Rồi các bạn cách ao, rồi cách ao thì các bạn đàn giống như intro ha, đàn intro rồi sau đó các bạn sẽ dậm la la, hoặc các bạn dậm son la. Son la thì nó hơi khó, son la thì các bạn chuyển cái tay học âm nó hơi chậm thì các bạn dậm la la cho nó dễ ha. Tức là đàn sau intro thì các bạn sẽ dậm son la là kết thúc luôn. Còn nếu không thì các bạn đàn sau intro các bạn thả ra dây ra hết, đàn dây không á, la la rồi bấm la lại, dậm la là kết bài ha. Rồi mình ví dụ mình kết ao cho các bạn này ha. Nó tức là hát hết bài người cho tôi biết đớn đau, rồi các bạn sẽ lót ha, lót cái câu giống như lúc nãy thôi ha, đớn đau rải trong cái đồ mi mi la son la. Rồi hát lại ngay chỗ này đi, tôi xin cúi mặt để lại mối tình cho người, người cho tôi biết đớn đau. Rồi hết, người ta hát xong rồi mình thì rải xuống cái, rồi đàn cách ao, cách ao là đàn giống intro ha. Mi la si, si re si la son, mi mi la si, re mi mi re do la, la mi la mi la re, re mi la mi la son la, la mi la mi la re, re mi la mi la son la, son la, hoặc là so a la la. Đó là hết bài ha, đàn dây không rồi bấm lại la, đàn giống intro rồi dậm la. Đó là cái kết bài luôn, hết bài luôn ha các bạn. Rồi thì clip hôm nay tới đây cũng hết luôn nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.